thế ông hỏi Tony thì hỏi thôi. Tony dậy từ 6 giờ, ăn no rồi giờ nằm chơi. Gần 1 tiếng rồi. Nó hơi cậu phần phơ. Nhí. Nhí. Ngủ à? Chuẩn bị ngủ à, cậu? Hôm nay ăn được là hơn 120 ml nha. Ăn cậu nằm chơi nha. Ngủ à? Ngoan nhỉ? Vừa chơi xong vặn vẹo một lúc. Ok, cậu ngủ đấy. Mêu. Mơ mêu à? Giật mình đây. Ôi, giật mình. Ôi, bị giật mình. Sao giật mình thế? Mẹ làm giật mình à? Đây, vào đây, vào đây, vào đây. Ôi, vào đây, vào đây. Đây, 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 đây. Giật mình. Giật mình hả? Giật mình. Đây, vào đây, vào đây, vào đây, vào đây. Đây, đây, đây. Thương quá. Dùng mình đấy, đái phải không? Có phải dùng mình đái không? Thấy không? Đấy thôi.
Cái tiếng mẹ đi. Cái tiếng mẹ ra là cười luôn. Em cười đi. Ừ. Ôi, hai cái má lún đồng tiền kìa, cười nào. Ừ. Chúc chí chúc chí. Ăn hết bố nào rưỡi nhá. Ôi thế ạ. Cái này bữa ta sáng này rồi ra ra. Thế thì bây giờ cứ buổi đêm mà ăn hết bố nào rưỡi. Hôm qua thì còn thừa mất một ào. Không chớ rồi, vẫn chưa chớ rồi. Em cứ nằm im nhé. Ừ. Vút nằm ngược. Im nhé. Vút ngược cho cậu ấy là không chớ. Cái miệng ấy, cái miệng ấy. Chụp 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 chụp. Chụp 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 chụp. Ê, ngáp rồi nhỉ. Ê, nằm chơi một lúc rồi ngủ nhé. Ngủ non nhé. Ô, ô, ô. Nghe tiếng mẹ em biết ngay. Ô, ô. Thực ra là nghe tiếng là gì. Biết đấy. Ê... trong bụng mẹ rồi nó đã nhận ra rồi đấy. Ê... cái mặt cái ê ê ê ê ê ê à, lưỡi trắng à. Lưỡi trắng trưa này đánh tươn lưỡi nha. Tóc chép miệng nhỉ, nhưng mà no rồi nhỉ. No rồi, nằm chơi thôi nha. Ê, trời ơi này, sờ mặt kìa, sờ mặt, sờ mũi, sờ tai kìa. Buồn nụ quá nhỉ, buồn nụ quá nhỉ. Ô, một chẹo nữa thì ngủ nhé. Một chẹo nữa thì ngủ nhé. Cái mông của ai mà làm cho cái chân lại dịch chuyển sang bên phải đây? Cái mông của ai đấy? Cái mông của ai ấy? Ủn mông ấy. Nằm chơi nhé. Thôi nha, con clip dài quá rồi nha. Tạm biệt Tony nha. Tạm biệt Tony.